Chào các bạn, hôm nay là mình sẽ tiếp tục là chơi tranh cát. Hôm nay là mình sẽ làm cái hoa sen nha các bạn, tranh cát hoa sen. Trước tiên là mình sẽ rửa cái phần đen nha. Hoàn thành xong hoa sen nha các bạn, hoa sen và lá sen nha các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay, đẹp, làm đẹp thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho bạn Mon và mẹ bạn Mon nhé.